Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa Thầy với Sư Cô cùng trường đời này chung. Thưa Thầy, xin Thầy khai thị cho cái công phu của con. Thì là con có nghe một thiện tri thức đã từng chia sẻ với con rằng là khi mà mình mới bắt đầu vô công phu thì thường là phải từ 20 đến 30 phút sau mình mới bắt đầu xâm nhập cái công phu được, mới bắt đầu là hỏi câu hỏi rõ ràng được. Bởi vì là khi mới bắt đầu vô công phu thì cái tính, cái tập tiết của mình, thói quen của mình là mình hay suy nghĩ, vọng tưởng rất là nhiều. Nhưng mà khi ngồi vô rồi thì cái vọng tưởng nó bắt đầu vơi lần rồi bắt đầu nó mới được vô công phu thì phải mất từ 20 đến 30 phút đầu hoặc là tới 15 phút. Thì thưa Thầy làm cái chỗ này là vì hành giả chia sẻ trên cái công phu như vậy thì thưa Thầy, cái chỗ dụng công phu này có thực sự là đúng như những gì mà trên cái lộ trình thực hành của mình không ạ? Thì con xin Thầy khai thị cái chỗ này cho con. Con xin cảm ơn Thầy. Thì sự ra mình giống như là một người đi học mà thi cử đó, nó có cái đúng với sai. Mình nhận ra cái đúng chưa được thì mình loại cái sai để tìm ra cái đúng ha. Thì bây giờ trên cái trường hợp này mình ví dụ đi ngược lại cái tâm ý thức của mình đi, trên cái công phu và cái tâm ý thức của mình. Tâm ý thức của mình giống như là mỗi một niệm hay mỗi một vấn đề, buồn, vui, thương, ghét mình đang kẹt trên một cái vấn đề. Cái sự tu đó là một cái vấn đề, một vấn đề tu là phá ngã chấp mà. Còn vấn đề kẹt trên cái buồn, vui, thương, ghét là trên cái ngã chấp. Giống như mình giận ai mình giận, mình tức lắm quên không thấy mặt thì thôi, chứ tại vì nhiều việc mà đa đoan đủ thứ chuyện. Mà khi mà gặp cái người đó, cái mình phải một thời gian lâu nó phải nhớ lại hết mới giận. Hay là mình gặp mặt cái mình nổi giận lên liền, nổi giận đến mà chịu không nổi luôn. Hay là nó biết nó là ăn trộm đồ mình có dí tới mình bắt nó không, hay là phải đợi tôi phải nhớ tới, tôi nhớ nó lên, nó ăn trộm tôi nhiều quá rồi nung nấu cái lòng giận tức tôi lên, tôi tới tôi bắt nó. Đâu có đâu. Cái tâm ngã chấp của mình đụng một cái là bao nhiêu chuyện tuôn ra một cùng một lúc. Giống như là cái sân hận của mình nó nổi lên ào ào một lúc. Mình nói cái phần tập khí ngã chấp của mình nó kinh khủng. Nó giống như là bão tố, nó như là thủy triều, giống như là sóng thần, chứ không phải giống như là nó là cái công phu mà phải đợi 15, 30 phút hay 1 tiếng, 2 tiếng gì nữa mới có công phu. Thiệt ra cái công phu của mình do mình không có tin từ tâm, do mình cứ dính mắc với ôm chặt cái ngã chấp rồi tới cái phần công phu mình cũng bắt đầu muốn biến nó thành một cái thứ khác. Thứ khác là như thế nào? Tức là vẫn so sánh trên cái sự phân biệt của mình, trên cái buồn, vui, thương, ghét của mình. Thấy cái nào nặng thì mình chọn. Nhưng mà thực ra mình không có chọn theo cái bình thường giống như mình muốn được. Tại vì muốn là trên cái năng sở, trên cái ngã chấp mà cái nó luôn luôn nó theo cái tập khí tập nghiệp chấp thật, chứ không phải là cái phá chấp thật. Mà mình biến cái công phu nó thành một cái pháp chấp thật, nhưng mà nó không có thắng được cái ngã chấp của mình. Ngã chấp của mình là cái sở hữu của mình, là cái sở cầu, cái sở đắc của mình. Cho nên nó bị lấn cấn, cho đó làm cho công phu của mình nó giống như đi ngược, chứ không phải là nó đi đúng cái tôn chỉ là hướng về cái giải thoát giác ngộ, mà nó hướng về cái ngã chấp vô minh, hướng trên cái sở đắc sở cầu, cái năng và sở. Thì tại vì nó khó có thể nắm bắt, khó có thể mà duy trì ấy, tại vì mình cho đó là một cái để mà bỏ ăn cân đo đong đếm, cho một cái thứ mà giống như là mình để mà ức chế, để mà đè nén, thành ra nó không có cái hiệu quả, nó không phải công phu đúng. Giờ trở lại cái công phu tham thiện là hoàn toàn đi ngược với lại cái vô minh và ngã chấp. Mà mình cứ chạy thuận theo cái vô minh ngã chấp thì công phu không bao giờ nó hiện hành được. Nếu mà nó có hiện lên được, miễn cưỡng hiện lên được thì nó cũng lọt vào cái nếu mà nó là cái sai lầm hay là chịu tội, nó là tà ma ngoại đạo, chứ nó không có đúng với lại cái giải thoát. Cái chỗ này phải thận trọng, không khéo thì mình sẽ hiểu lầm tiếp. Thì nói là đi ngược lại cái ngã chấp nó không có dễ, mà nếu mà công phu được thì và mình tin từ tâm và mình quý cái thời gian của công phu thì không lúc nào mình không có công phu cả, không lúc nào mình không có trăn trở, không lúc nào mà mình không có cái tâm giống như là có công phu thì có cái tâm hổ thẹn, có công phu là có cái tâm luôn luôn sửa, có cái công phu là có cái tâm luôn luôn đối diện với tất cả cảnh duyên, khó hay dễ gì cũng không có từ nan cả. Thì đó mới là cái công phu, chứ phải sợ. Nếu mà sợ thì nó lọt vào cái sợ của ngã chấp. Nếu mà cầu để mà được cái này hay là vượt qua cái kia, là bớt cái nọ, nó cầu cũng là cái ngã chấp. Đắc lên nó là tôi hiểu biết nhiều, tôi nắm được căn bản, tất cả đó cũng là cái sở đắc, cũng là cái ngã chấp, thì nó sai lầm, rất là nguy hiểm. Thì cái chỗ này giống như là nhiều người nói tại sao tôi công phu không được, ví dụ vậy đó, nói công phu không được ở trong lúc mà làm việc, tôi công phu không được trong lúc lái xe, tôi công phu không được, trong lúc ngồi thậm chí tôi cũng công phu không được. Nhưng mà hỏi mình suy nghĩ được không? Trong lúc làm việc có suy nghĩ, có buồn vui thương ghét, có giận hờn được không? Trong lúc lái xe có bị cái vọng tưởng nó chi phối không? Trong lúc ngồi, thậm chí trong lúc đi vào, trong lúc ngủ, giấc ngủ của mình nó cũng chiêm bao mộng mị, nó cũng đủ thứ, chứ đâu có không có cái gì đâu. Tại sao những cái cảnh đó, duyên đó đều vọng tưởng được, đều ngã chấp được, mà tại sao không công phu được? Mình phải tự hỏi lại mình, nó phải tự kiểm tra lại mình chứ, mình mới từ đó mình mới biết cái công phu như thế nào và mình khiếm khuyết cái chỗ nào. Giống như Đức Phật dạy chúng ta phải tin từ tâm, nhưng chúng chỗ Chư Tổ dạy chúng ta là phải luôn giữ gìn công phu, đi lên con đường mà phá ngã chấp ấy. Nó vô tướng, nó tức là nó không có danh, không có tướng, chạy theo danh tướng đó, mà tại vì nó thuần tục trên danh tướng ấy, nên mình bị nó chướng ngại mình, không có gì khác cả. Thì đó mình phải kỹ trên sự công phu tu tập ấy. Nói vậy nghe hiểu không? Dạ hiểu á, con xin cảm ơn những lời khai thị sách tán của thầy.